Việt Trung và Thảo My kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua Gì Ở Đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Coop. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý khán giả những thông tin mua sắm hữu ích bên cạnh một số thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình sẽ là một thông tin đáng lưu ý đối với những quý vị khán giả nào đang sinh sống hoặc thường di chuyển qua khu vực quận Bình Thạnh. Thưa quý vị, mới đây thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đặt tên mới cho một số tuyến đường tại quận này. Theo đó, đoạn đường song hành tuyến đường sắt Bắc Nam đến đường ven sông Vàm Thuật nay đã được quyết định đổi tên thành đường Đặng Thùy Trâm. Tương tự, từ hẻm 72 đường Ngô Tất Tố đến đường Phạm Viết Chánh sẽ được đặt tên là đường Trần Quang Long. Đáng chú ý nhất là đường D1, D2 thuộc phường 25, đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm cũng đã được đặt tên mới lần lượt là đường Nguyễn Văn Thương, D1 cũ và Nguyễn Gia Trí, D2 cũ. Bên cạnh đó, đoạn qua đường D3 tính từ đường D1 đến số 149 đường D3 sẽ được đặt tên khác là đường Võ Quang. Cuối cùng là đường Cầu Ván, nằm ở hẻm 649 đường Điện Biên Phủ, tính từ đường Điện Biên Phủ đến đường Ung Văn Khiêm đã được đặt tên mới là đường Tân Cảng. Kính thưa quý vị, tại nước ta và nhiều quốc gia khác trên thế giới, ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm được lấy làm ngày của mẹ. Và trong dịp này, hệ thống siêu thị của Sài Gòn Coop cũng sẽ có các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm tôn vinh những người mẹ cũng như là tình mẹ. Khi có hóa đơn mua hàng từ 300.000 đồng trở lên, khách hàng ở cấp độ bạc, vàng và bạch kim có thẻ hội viên hội phụ nữ sẽ được nhân đôi điểm thưởng. Chương trình sẽ được áp dụng tại Coop Max, Coop Extra, Coop Food, HTV Coop và Coop Smile từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5. Cũng trong 2 ngày này, với chương trình yêu thương dành tặng mẹ, khách hàng bất kỳ có thẻ đồng, bạc, vàng và bạch kim khi mua hàng tại Coop Max và Coop Extra từ 500.000 đồng trở lên cũng sẽ được tặng một phiếu mua hàng hóa trị giá là 30.000 đồng. Quý khán giả sẽ được tham gia đồng thời hai chương trình yêu thương dành tặng mẹ và chương trình kết hợp cùng hội phụ nữ nếu đáp ứng được thể lệ chương trình. Đặc biệt, từ ngày 10 đến ngày 23 tháng 5, quý vị còn có thể cùng Coop Max gửi đến những lời yêu thương chân thành nhất đến người mẹ của mình nhân ngày của mẹ và nhận về những phần quà vô cùng hấp dẫn. Thưa quý vị, cùng với thời tiết nắng nóng như là hiện nay, các mặt hàng máy lạnh cũ với giá bán chỉ bằng một nửa so với máy mới đang trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, cùng với mức giá hấp dẫn là những nguy cơ đang tiềm ẩn. Đáp ứng nhu cầu mua sắm của các thượng đế, từ các trang mạng đến nhiều cửa hàng tại các khu chợ như Nhật Tảo, Kim Biên hay cửa hàng điện lạnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang rao bán rất nhiều loại sản phẩm máy lạnh cũ được tân trang mới, có giá bán từ 2 đến 6,5 triệu đồng, rẻ hơn gấp 2 đến 3 lần so với máy mới cùng công suất. Mà đó là hàng nội địa, nó hàng nội địa luôn, tiếng Nhật của mày. Mà hàng nội địa là cái hàng mình mua về nó có 110V hay sao sao? Thì dùng cục đông khô biến, thì có cục biến xài, nó xài cục giảm thế kìa, xài qua cục giảm đó, nó còn lại điện 100V. Những chiếc máy lạnh cũ này thực chất được liệt vào danh mục cấm nhập vào Việt Nam. Như trong trường hợp này, máy lạnh hàng nội địa Nhật có điện thế sử dụng là 110V. Người bán sau khi nhập về buộc phải thay thế linh kiện để phù hợp với điện thế tại Việt Nam. Điều này có thể tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho chính người tiêu dùng. Khi mà chuyển đổi từ 110 đến 122, các bạn đi thẳng luôn thì sinh ra cháy nổ là chuyện bình thường, có sao đâu. Mà các cái ống ga thì nó có oxy hóa rồi mà, thì chúng ta xịt ra thì nó lại bị có những cái lỗ kim thì nó nhanh hao ga lắm. Đó là chưa kể rằng là khi mà cái ga mà xì mà đôi khi chúng ta hút thuốc có lửa rồi cũng sinh ra hiện tượng cháy nổ cũng rất là lớn. Theo các chuyên gia, người dùng trong trường hợp mua máy lạnh cũ thì trước tiên nên chú ý kiểm tra cấu trúc bên trong của máy lạnh đã bị thay đổi nhiều hay không. Khi sử dụng, nếu phát hiện những tiếng kêu nhỏ phát ra từ hệ thống, cần ngưng sử dụng ngay. Tuy nhiên, phương án an toàn nhất vẫn là sử dụng các máy mới, hạn chế tối đa các mặt hàng máy lạnh đã qua sử dụng. Thưa quý vị, Air Bonsai hay còn gọi là Bonsai Bay là những tác phẩm có sự kết hợp giữa nghệ thuật với công nghệ cao. Chắc hẳn bất kỳ ai trong chúng ta đều đã rất ngạc nhiên trước tài năng của các nghệ nhân Nhật Bản khi họ đã sáng tạo nên tác phẩm đầy độc đáo này. Và trong chương trình ngày hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một chuyên gia để tìm hiểu xem những cây bonsai lơ lửng trong trạng thái không trọng lực đã được thực hiện bằng cách nào nhé. Bây giờ là đến công đoạn test thiết bị. Mình sẽ gắn nguồn điện vào. Rồi.
Bây giờ đến công đoạn cho sản phẩm bay. Hồi hộp quá. Ây da. Tại sao mà nó cứ hít vào mà nó không bay vậy ta? Quý vị và các bạn có biết Quỳnh Mơ đang làm gì không? Quỳnh Mơ đang thử test một cái sản phẩm bonsai bay và để cho cái chiếc thuyền này có thể bay lơ lửng trên không trung. Nhưng mà không hiểu sao nãy giờ làm theo video clip đã hướng dẫn nhưng mà vẫn không thể nào hoàn thành được sản phẩm này. Đó, quý vị thấy, nó cứ hít cái tay của Quỳnh Mơ vào và không thể nào bay lên được. Bây giờ phải làm sao đây? Tìm một người giúp đỡ mới được. Đúng rồi. Nhưng mà không hiểu sao mà nó không có bay được. Anh có thể chỉ cho em được không? Được, ok. Thì có thể là có những cái lý do mà mình khi mà mình lắp ráp á, nó không bay được á. Có thể là một thứ nhất là mình test thiết bị chưa có điện thì để anh kiểm tra lại cái adapter. Thì nếu như mà adapter có điện rồi thì có thể là mình mấy cái mấu chốt của mình á, mình chốt nó chưa được kỹ. Hay khi mà mình đặt á, hai tay mình cầm như thế này. Đó, mình đặt thẳng từ trên xuống dưới đúng ngay tâm của thiết bị. Đó. Thì tại ngay chỗ này mình sẽ thấy một cái lực dưỡng nhẹ. Rồi mình rút tay. Dạ. Đó, thì khi rút tay thì anh thấy là anh test thì anh thấy nó bay được ok. Dạ. Thì có thể là do hôm bữa em thứ nhất là gắn nồi chấu. Thứ hai là cái vị trí đấu giữa adapter và thiết bị đó, nó bị lỏng. Hoặc là adapter không có điện. Hoặc là nguồn điện của mình nó không được ổn định. Dạ, và anh ơi, theo như em được biết á, thì bonsai bay có hai phần chính, đó chính là phần đế và phần thân. Vậy thì có phải là đế là phần quan trọng không? Hay là những cái phần trên mới là những cái phần quan trọng? Một cái bộ bay bao gồm hai phần chính. Hai phần chính tức là hai phần quan trọng. Thì bao gồm là phần đế và phần thân bay. Dạ. Thì phần đế bay bao gồm hai phần từ trường. Một là 500 vật cấu là phần đã hút thiết bị. Và thứ hai là từ trường bằng 500 điện, 4 tụ điện được xoắn với những cái vòng xoắn có ổn định về từ trường á. Dạ. Cái thứ hai là cái phần thân bay thì được ép khuôn từ sắt tử á. Dạ. Thì tạo ra ba lớp nằm chồng ở đây và một đế bằng sắt. Dạ. Để mình ổn định cái thiết bị cũng như là đặt phần bay ở trên đây. Ừ. Vậy thì bây giờ anh có thể hướng dẫn lại cho em cũng như là quý vị được biết rằng là trình tự lắp ráp một bonsai bay được không anh? Thì khi mà mình đưa cái phần thiết bị vô đây, mình cứ đúng cái vòng tròn này mình đặt xuống dưới. Dạ. Sau đó mình kết nối cái dây nguồn vào đúng cái phần thiết bị. Rồi, mình cả kiểm tra cái mối này nó chắc. Dạ. Là ok. Ừ. Sau đó mình sẽ xiết cái phần cái thanh đã được chuẩn bị sẵn để giữ thiết bị lại. Dạ. Trước khi mà mình cắn cái này á, thì nếu được đó thì mình thứ nhất là mình test thiết bị. Thì mình đã test rồi. Thứ hai là sau khi gắn xong mình sẽ test lại một lần nữa trước khi mà chốt vít chặt đã xong rồi nha em. Cái thiết bị do hồi nãy là thiết bị anh test rồi. Dạ. Chắc là cũng không vấn đề. Anh ơi, vậy là mình đã xong phần quan trọng nhất, đó chính là phần đế rồi. Vậy thì bây giờ á, cái điều mà em thắc mắc là cái phần thân nè, làm sao để cho nó bay được nè anh? Thì đây em, phần thân do cái bộ của em bô là bộ bay thuyền gỗ. Dạ. Nên phần thân thì chủ yếu là phần này và anh có kèm theo cái đế cho anh. Thì em có thể gắn thành thân về nhà nha. Dạ. Về nhà mình gắn, mình chốt nó vô trong đây. Dạ. Đây. Sau đó mình dùng một chút keo dán sắt, mình dán vô trong những cái khe như thế này. Đó, thì sau đó mình lột những cái giấy thừa này ra. Dạ. Đặt thẳng từ trên xuống dưới có một cái tâm. Dạ. Rồi, đặt xuống. Rồi, đó mình rút tay ra. Wow, thiệt là kỳ diệu luôn anh ơi. Đó, nó sẽ bay lơ lửng. Dạ. Giờ anh sẽ giữ cho em đặt cái thuyền của mình em lên nha. Rồi, em cứ đặt cái thuyền vô đúng tâm là được. Rồi, cứ đặt chân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.